Vâng, mở đầu video này giới thiệu với quý vị, cây này là cây xanh quê nhưng rất là già. Lá đẹp anh nhỉ. Ừ. Cây xanh quê cực kỳ già. Em An em cũng vừa bấm xong. Đấy. Em vừa rút hết lá xong lọc lại đấy. Cực già cây này nhá. Cái này chất lên như Nam Điền. Nói về già các thứ thì nó như Nam Điền. Quá già thật đấy, cây này dã man luôn đấy. Đấy, mỗi tội là cái thằng xanh quê là kiểu dăm nó không được như Nam Điền thôi, nhưng mà nhìn bóng cái này, cái dáng cái này quá ok. Hôm nay Nam Điền nó phải gơ thêm chậm này. Nam Điền thì thôi rồi, đo thông số đi, xong để cho anh em giao lưu với anh em xem nào. Cái này nó cao 45 anh ạ. Cao 45. Rộng tán 65. Cái một người bề nhá. Em xin báo giá là 42 triệu. 42 triệu. Cây này là cây hoàn thiện 100%. Quá là đẹp thật. Lúc mà lọc dầm ra nhìn phê lắm anh. Nó chỉ có một màu tết này thôi. Thời gian là nó sẽ ấy. Thời gian là sẽ múp vào rồi. Để mà múp vào được thì hơi lo anh ạ. Mình cứ xác định mình chơi với nó. Vừa chơi nó sẽ vừa múp, mỗi năm một tí, mỗi năm một tí. Cảm giác nó múp ấy như đây này. Cảm giác là anh thấy nó cũng múp ấy. Đấy chưa? 45 triệu. Ok. Tiếp theo cái xanh Nam Điền này. Đấy, nhìn Nam Điền nó khác hẳn. Dăm nó dày. Nhìn cái này, bông dăm nhìn nó dày hẳn. Còn đây, đây cũng là một cây Nam Điền hoàn thiện. Nó hoàn thiện rồi. Nhưng bây giờ mà đè ra sợ lắm anh. Cái cảnh cứ 38 với 40 độ nó dã rồi thì. Thôi đừng cắt. Để nguyên như thế này. Có cắt thì để cuối thu rồi mà cắt chứ kệ. Nói cây này bây giờ mùa này mà cắt thì chết luôn đi chứ. Kể cả tre. Tre nó cũng nóng, nó thoát nước, mất nước nhiều rồi. Còn kệ là tốt, chấp nhận là tốt, còn không làm sao hả? Cái này hiểu lỗi cổ anh. Thật ra nó cũng nên có những cái thời gian này để cho cây nó khỏe. Mình cái đè nó nhiều quá. Đúng rồi. Không tốt. Hôm trước nó cứ đôi mầm. Mầm. Nhưng em cũng không lọc bớt đúng không? Bởi vì ở đó bắt ta thêm nữa ấy, nó lại mất cân đối. Đúng rồi. Nó phải thon lên. Nó phải thon ra này. Nhìn cái độ chun ở đây xem này. Còn đây là cái kiểu lỗi cổ mà, già lắm. Cũng già. Nói chung là phải xác định đến tầm tháng 9 thì mới cắt ảnh. Mưa chỉ có đè linh tinh. Đây mặt sau này. Có mặt trước này. Cái này mặt trước à? Vâng, đây mặt trước. Có một đường tay hoành này, chạy ngang này. Nói chung con ơi, nếu mà thiện chí là nên đến trực tiếp bởi vì cái dáng nó đẹp. Mà bây giờ lá tốt quá, mình quay chia sẻ ra thì quá. Cái cổ ngọn nó hơi cao, vàng nó xuống thấp một tí. Cái cùng này nó kiểu long nhưng mà kiểu nó không dáng này em thấy chơi được. Nó kiểu một giống một con gì đấy. Chiều cao của nó là khoảng 80 anh ạ. Chiều ngang nó rơi khoảng 1m1. Em xin báo giá còn 52 triệu. 52 triệu. Ok. Con xì này nhỉ. Xì bút đỏ. Đỏ au luôn. Đây. Còn đây thì em nhìn nhận nó chỉ là hồng thôi. Thế này là đỏ rồi, hồng gì. Này là đúng là đỏ lên gì nữa. Đỏ hết da như này rồi. Còn đây nói về tuổi thì già đấy. Hệ cổ anh ạ. Nó già nhiều năm lắm. Nhưng mà nó được sửa nhiều. Thì mà được cái dáng này là sửa quá nhiều. Thân nạc. Trước là nó cái dầm nó xù hết thì em về mình cắt. Cắt hết thì em lùi lại ra. Để mà cho cái dầm nó nhìn nó đẹp. Chứ không nó cứ xù nó đúng, không được đẹp. Đúng xì cũng đỏ. Đấy anh nhìn. Anh chất lá này thì mình nói là không chê được anh ấy. Lá đẹp. Dầm nhiều. Rồi anh xem cái độ nù cục nó. Độ nhằn này. Em không dám nuôi mâm thử này nữa bởi vì mâm thử này nuôi ấy, nó cứ phôm ra mà ở dưới ấy, thì nó lại nhỏ. Ở trên nó lại mất cân đối. Nên chỉ thế thôi. Nó cứ đè cứ giật thôi. Đấy, anh nhìn độ chun này. Ok. Cái này lại nói là cái da đẹp.
Chiều cao nó chỉ khoảng 65 ạ. 65. Chiều rộng nó khoảng 95 ạ. Như cái xí này em đang báo giá là 38 triệu nhé. 38 triệu. À, để em đờ cái vành thòn nhé. Thật ra đời cái dáng cái xì ít người làm dáng tiểu trực là vành thòn 55 ạ. Ok. Vành thòn 55. 38 triệu. Đây là cái ô dù này. Đấy đợt này nó nở nhiều hoa này. Đẹp không? Cái ô dù này thì trắng. Cái mùa hè của nó, cái mùa mùa nắng ấy là nó mỗi tháng một vụ hoa. Và vụ hoa nhiều hoa ấy. Còn mùa đông nó cũng vẫn có hoa nhưng mà hoa nó thừa hơn. Nó là dòng cây ưa nắng anh này. Anh nhìn cái nước giả cái tuổi đời của này nhiều năm lắm. Đây gốc quá dài, hoa tím tán này đẹp nhỉ. Được phết hay chi? Cái này được 35 phân không? Nó là khoảng 40. 40 phân. Lùn lực. Nhìn như một cái ô kiểu bóng bóng thông. Nó khoảng 40 đúng 40. Cái chiều ngang nó khoảng 45 ạ. Cái vành thòn này trước đời nó khoảng 40 mấy. Ô dù và được cái vành này được 36. 36. Ô dù và được cái vành này cũng khó này nhỉ. Bao nhiêu em? 36 ạ. 36 triệu. À không, 13 triệu ạ. À 13 triệu. Đấy. Được, cái này đẹp. Nhìn rất là hay. 13 triệu. Đây, Nam Điền đây. Xanh quê ghép Nam Điền nhá. Lại quê Nam Điền à? Ừ đấy, thằng ở đây lá này rõ ràng là Nam Điền, dăm Nam Điền. Vâng. Quê ghép Nam Điền à? Quê ghép Nam Điền nhưng mà ghép khoảng chục năm rồi. À. Ăn rồi đúng không? Ăn chục năm rồi. Nó ghép từ cái canh to, à canh ở to chứ không phải là ghép dăm đâu. Nó ghép xong nó làm được cả bông rồi được cái dáng vớp đó đẹp, thòn thì lại nù. Như cái này em đang báo giá là 48 triệu nhé. Anh quay cái gom cái cho em xem cái thòn như bị. Còn này là ở triển lãm là có những người tưởng Nam Điền trả em trả 101 đấy. Thế cơ. Ồ. 101 rồi nhưng mà em bảo là chiều lúc ấy lọc sạch ấy. Nghe từng Nam Điền, tại vì cái chất da nó đẹp mà. Thế em bảo quỳ ghép Nam Điền thế thì người ta lại thổi. Nhưng mà giá nó chỉ còn có 48 triệu. Hiểu. Đấy. Nói chung là mình làm ăn thật nên là như nào mình nói như vậy, sau này đến khi anh em mua về rồi lại mất lòng nhau, không thích. Một cái phôi này. Đây là phôi Nam Điền chuẩn này. Cái phôi này đang tạo tác nốt cái củ ngọn này. Cái củ ngọn và cái củ ngọn còn đường núi là cũng ổn rồi đấy. Cái này em đang báo giá là 36 triệu. Chiều cao nó chỉ có khoảng 35 cm ạ. Chiều rộng nó khoảng 60. Chậu là chậu 55. 45 nhá. Đây anh xem. 36 triệu. Tiếp theo một con xanh quê lá nhỏ này. Xanh quê thì các lá cực đẹp. Quê này là quê quái gì mà nó nhìn như kiểu dạng giống giống lá móng nhỉ? Vâng. Nhỏ như lá móng. Nói chung lá đẹp. Chất lá cực đẹp. Thế là nó nhỏ lá như lá móng. Nói chung mà để mà làm ra những con quê này nó mất nhiều thời gian lắm. Để mà tính về thời gian nó còn lâu làm nên nhiều. Còn đây em đang báo giá là 19 triệu nhé. Đo cái hoành phát này. Nó khoảng 45 mình nhé. Ok. 45, cái chỗ này ủ cục này. Sụn.